Kẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, sành sào chết dần. Đó là kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như vậy. Ý nói rằng là còn trẻ mà mình không lo tu, mà để về già mình tu thì nó có nhiều cái bất lợi. Cái hình ảnh người già tu, Đức Phật ngài ví giống như là không phải là người già tu không tốt, nhưng mà khi mình về già mình tu á thì nó bất lợi hơn là khi mình còn trẻ tu. Vì cái quỹ thời gian á, cái quỹ thời gian của người già nó không còn nhiều, sức khỏe thì không cho phép, cho nên có nhiều cái bất lợi khó khăn hơn là chúng ta tu hồi trẻ. Vì vậy cái hình ảnh Đức Phật ngài dạy là trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau. Tài sản ở đây là gì? Các em biết không? Không biết. Tài sản có nghĩa là tư lương, hành trang, công đức phước báo của mình trong kiếp luân hồi, cho những kiếp sau sau. Mình có một cái chặng đường cực dài, đó là cái dòng sanh tử luân hồi. Mà nếu trên cái con đường cực dài này mà mình không có một chút tư lương, hành trang, công đức, phước báo thì mình sẽ gặp vô vàn khó khăn. Vì vậy cái lời khuyên của Đức Phật là trẻ mà không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, như là con cò già ủ rũ bên ao. Quý vị, các em có thấy cái con cò già nó ở bên ao không? Con cò mà đứng nó canh con cá mà nó già, ủ rũ bên nào, cá tôm chẳng có, nó bắt không được, xanh xao chết dần. Khi chúng tôi đi giảng nhiều cái đạo tràng á, thì thấy người nghe ở dưới toàn là các vị lớn tuổi, Phật tử lão thành, Phật tử có tuổi hết trơn. Nhìn cái hình ảnh đó mình thấy rất là thương. Mà nếu dựa vô câu kinh Pháp Cú này thì giống như các vị đó, mình xin lỗi mình nói hôm nay không kính thưa quý Phật tử nữa, mà kính thưa các vị cò già. Cái người già, hình ảnh mà Đức Phật gọi á, ngày mượn cái hình ảnh ngày gọi, giống như mình già rồi mình tu thì nó có nhiều cái khó khăn lắm. Đi đứng mắt tay tèm lem, đi đứng thì khó khăn, trí óc thì nó quên trước quên sau. Cho cái tuổi trẻ của mình tu nó có nhiều cái thuận lợi hơn. Thời gian thì không đợi ai đâu, làm gì tốt được cho ai thì làm, cho là buông xả lòng tham, an vui tự tại, bình an miên trường. Mượn vô cái chủ đề này cho nên hôm nay chúng tôi thật sự là giảng cái chủ đề nó cũng giống giống như vậy, mà nó hai câu dễ nhớ hơn. Đó là gì? Đó là không học Phật thì không hết ngu, không chịu tu thì không hết khổ. Mời các em đọc theo câu này cho nhớ chủ đề chính hôm nay. Không học Phật, đọc theo, thì không hết ngu, không chịu tu thì không hết khổ. Hiểu không? Chưa hiểu hả? Bây giờ muốn hết ngu thì phải sao? Phải học Phật. Yếu xìu vậy. Muốn hết khổ thì sao? Hay. Cái chữ tu ở đây không phải là cạo đầu vào chùa tu nghe. Cạo đầu vào chùa cũng là tu, nhưng mà nó là một cách tu. Còn tu ở đây nó có nhiều cách. Thứ nhất là tu là sửa cho mình bớt khổ, là tu đó. Tu theo lời Phật độ chúng sinh, tu là cố gắng thực hành, tu là phải nhớ làm lành đầu tiên.